nay Linh Kiện Store xin giới thiệu cho bạn một mẫu loa kéo mới của bên mình. Dòng loa kéo đã có mặt trên thị trường cũng được vài tháng rồi, và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng loa kéo trên kênh YouTube Linh Kiện Store của bên mình. Loa kéo Sansui SG2-12. Đây là dòng loa kéo 3 tấc. Các bạn sẽ để ý là bên mình sẽ có dòng loa kéo SG2-15, còn dòng này là SG2-12, nhỏ hơn. Loa này là loa 3 tấc nhưng mà cho ra âm thanh khá là hay. Mặt đặc điểm mà mình sẽ muốn nói đến các bạn là cái màn lưới của loa này nhìn khá là đẹp, cứ như là màu vàng đấy. Nếu mà các bạn bỏ trong gia đình thì nhìn rất là sang, thiết kế rất là bắt mắt. Logo ghi ở đây là 3800W nhưng mà thật sự không có nhé, rất nhiều loa ghi như thế này. Thiết kế rất là tỉ mỉ ở phần này, cả phần mặt đường chỉnh mặt phía trước loa và bập bên hông có tay kéo ở phía sau. Các cái dòng này thì nó tương đương với các dòng mà mình giới thiệu lúc trước, ví dụ như Hosan 13, các cái dòng 3 tấc ví dụ như Boss AV 710 thì cũng thuộc dòng 3 tấc rất là hay. Và đây là dòng Sansui SG2-12, rất là hay, nhỏ gọn, các bạn có thể dễ dàng di chuyển. Cái màu loa của nó là màu đà đà như thế này. Rồi, mình quay sơ về ngoại hình như thế, mình giới thiệu về kích thước thì chiều cao của con này khoảng 3 gang tay thì khoảng 60 cm, bề ngang của nó thì khoảng gần 2 gang tay thì nằm ở khoảng 39 cm, còn bờ rộng thì cũng tương đương 39 cm. Đây là mặt phía trước, cân nặng của con này thì khoảng 22 kg. Rồi, đây là mặt điều chỉnh của loa SG2-12, cũng không có gì đặc biệt so với các dòng SG lúc trước. Thiết kế thì hoàn toàn giống y chang. Về mặt điều chỉnh, các bạn có thể thấy ở đây là cái logo của SG2-12 nó dán trên này luôn. Các cái nút điều chỉnh thì thiết kế cũng khá là tỉ mỉ, cầu chì, công tắc. Các cái nút điều chỉnh chế độ volume như thế này. Các bạn sẽ điều chỉnh bass shape sẽ nhìn trên này nhé, vì ở trên này có hết. Cái mid pro dưới này thì các bạn sẽ thấy là mid của volume, tức là volume của micro, âm lượng của micro. Ở nút lớn này là nút âm lượng của tổng, còn các nút bass shape echo thì các bạn tự điều chỉnh. Ở này cũng khá là dễ, nếu mà có thắc mắc gì về phần điều chỉnh này thì cứ gọi bên mình sẽ hỗ trợ điều chỉnh ở phần này. Một cổng out, một cổng in, các cái cổng ra vào, các cái cổng chuyển nhạc rất là dễ, không có gì đâu. Cổng hai cái đầu mũi tên này là chế độ thôi. Các bạn muốn chuyển sang tiếng Anh thì cũng dễ lắm, nhấn giữ nút này. Rồi, đang chuyển sang tiếng Anh. Đây là mình tắt tiếng rồi. Mình chuyển lại có tiếng đi. Mình sẽ bật sang tiếng Anh này. English voice. Rồi, English voice. Các cái nút chuyển chế độ, các nút cắm sạc thì nó cũng báo vào đây hết rồi. Full, low là thấp, full là đầy. Đàn guitar và cổng này là cổng bình ắc quy thêm, cổng cột chì, nút nguồn, ba chế độ. Chế độ dùng điện trực tiếp, dùng bình ắc quy. Cũng không có gì đặc biệt, nói chung là mình muốn giới thiệu cho các bạn thêm một mẫu loa kéo hay, các bạn có thể lựa chọn để bỏ trong gia đình, vui chơi ở ngoài trời rất là tiện lợi và thoải mái. Một dòng loa kéo mới SG2-12 rất là sang. Hai micro màu trắng của loa SG2-12 nắm cũng rất là nặng tay nhé, rất là nặng tay ở phần này. Rồi, mình sẽ test cho các bạn một bản nhạc mà cái thời trước cũng được rất là chuộng. Mình sẽ cắm cho các bạn cổng USB để thử được cổng USB. USB play. Audio input. Bluetooth not. USB play. Audio input. USB play. Pause. Play. Thank you.
Input. Mình cho các bạn nghe một bài nhạc Blue Tooth Bird. Hơi giật một xí. Đã test cho các bạn nhạc của dòng SG212 này rồi. Dòng này thì có giá, nếu mà dòng 3 tắc thì nó có giá khá là cao. Thiết kế của nó khá là hay và cũng là cái dòng có nhạc rất là hay. Mình sẽ test cho các bạn một cái micro của loa SG2. Nắm rất là nặng tay nhé. Chỉnh lại. Mình sẽ test cho các bạn micro của loa SG2 gặp 12 nhé. Cái tiếng echo và tiếng delay của loa này khá là nhiều. Các bạn có thể thấy là nó vọng lại 3-4 tiếng vọng. Thì như thế này là loa rất là dễ hát. Các bạn có thể chọn dòng này chơi karaoke trong gia đình hoặc là những cái đám tiệc nhỏ nhỏ của các bạn. Các bạn lên kênh YouTube linkkienstore.vn, ở đó có tất cả các dòng loa hay mà mình đã review test karaoke trên đó, các bạn có thể tham khảo và gọi cho bên mình. Cảm ơn các bạn.